Dạ em xin phép chào tất cả các chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lân rừng tối ngày 11 tháng 3 năm 2020 nha mọi người. Thì phiên tối hôm nay thì em bán em về được thì vài cái dề giả hạt ở vùng rừng trung tâm nha mọi người. Đấy, cụ thể là giả hạt Tumarong và giả hạt ở vùng rừng Moray trung tâm nha mọi người. Đấy. Thì Tumarong thì chỉ có một cặp đó thôi, còn lại là giả hạt Moray hết nha mọi người. Đấy. Thì ngày hôm nay về thì cái lô Moray này thân khá là ok nha mọi người. Đấy, mùa này trụi lá này kia hết rồi, nhưng mà qua các đặc điểm nó nhận dạng thân này kia thì thấy nó rất là ấy nha mọi người, đấy, rất là tiềm năng luôn. Một số cây nó có thân xanh rất là ok. Đấy thì cụ thể là khoảng được 16 hình giả hạt nha mọi người. Đấy. Thì 1 đến 16 và cuối cùng là một cái dề giả hạt để dành tặng game mini, nhưng mà mini game cho mọi người xem video trên kênh để tham gia dự đoán kết quả cho vui thôi. Đấy. Rồi, trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại liên hệ là 070 611 5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi, thì ngày hôm nay cái giải thưởng là một cái dề giả hạt Moray nha mọi người. Đấy, cũng khá là ok, chỉ có mỗi là nó bị ở chỗ này thôi, nhưng mà không có vấn đề hết, cây đang ra mầm luôn nè. Đấy. Rồi, Đài Gia Lai nha mọi người. Đấy, Đài Gia Lai ngày 12 tháng 3 thì tức là ngày thứ sáu. Tối ngày thứ sáu tối mai nha mọi người. Đấy. Đài sổ ra thì em sẽ em chốt cái tin nhắn là đến trước 5:15 nha mọi người. Đấy là không có nhận bình luận sau thời điểm đó nè. Đấy. Rồi, tí nữa em sẽ quay cụ thể cho mọi người xem. Đấy. Rồi, ngày hôm nay thì bà con đi rừng về thì chỉ bốc được có hai cái được một cặp giả hạt Tumarong này thôi nha mọi người. Đấy. Thì dạo này giả hạt còn nó cũng rất là khan hiếm. Đấy. Mà con đi không gặp thì có được hai dề này thôi. Đấy. Rồi, cái dề đầu tiên là một cái dề Tumarong thân rất là nù, đốt ngắn và mập, nhìn rất là chắc khỏe nha mọi người. Đấy, mùa này rụng lá rồi thì chỉ còn cái ấy thôi. Đấy, thân đây, cái nguyên dề nha mọi người. Đấy, cái nguyên dề này. Đó. Nguyên dề thì gồm có một cái thân tơ đây, đang rất là khỏe đây nha mọi người. Đấy, cái này thì gần sổ hoa rồi. Đấy, và chuẩn bị lên mầm gốc nha mọi người. Đấy, và một số cái thân già rất là khỏe khoắn như thế này này. Đấy, 2 4 2 4 5 6 7, tính luôn cái thân này là 7 7 8 8 thân già. Cái này thứ 9 thì cái này cũng khá nhiều năm tuổi đây nha mọi người. Đấy, cũng tầm khoảng 8 9 10 năm rồi đấy. Đấy. Rồi, em này thì một cái dề cũng tương đấy, thân già nhìn cũng tương đối khá là xanh đấy nha mọi người. Đấy, xanh cũng là có một cái màu đấy, đó, xanh vàng này kia. Đó. Đó, em này thì cũng khả năng tiềm năng một số mà họ đẹp đấy. Đấy, lâu lắm rồi mới thấy cái dề tụi mà đồng đẹp như thế này nha mọi người. Đấy. Rồi, chiều dài của cái thân tơ này thì khoảng ra vào khoảng 40 này, 60, gần 80 phân nha mọi người. Đấy. Cây đã thắt ngọn ok rồi nha mọi người. Đấy. Đây, cây thắt ngọn này, đấy, thân được bỏ một cái vỏ bọc rất là ok. Rồi, cái em này thuộc dạng là em thân nù đốt ngắn nha mọi người. Đấy. Đốt khá là ngắn luôn. Đấy. Hôm sau là sổ ra cái mặt hoa thì nhìn nó sẽ sang sát gần nhau. Đấy. Đó, đây là cái thân tơ của cái cây nhau, thân hoa của nó đây. Đấy, nhìn rất là nù mập và đốt ngắn và khỏe khoắn, quá khỏe luôn. Đấy, các thân giàu nó cũng khỏe luôn đó. Rồi, về nên là về cao tiền nhất ngày hôm nay nha mọi người. Về Tumarong đầu tiên giá là 1 triệu nha mọi người. Đấy, 1 triệu cho cái về giả hạt này. Đấy, hàng rừng ở này kia thì giá nó cũng rất là cao rồi, em rất là cố gắng cân đối giá đầu vào và đầu ra cho mọi người để sưu tầm nha mọi người. Đấy, cố gắng hết cỡ nhưng mà. Rồi, tiếp theo về số 2, đây là con thứ hai đi theo một cặp này. Đấy. Cặp Tumarong ngày hôm nay nhưng mà. Đấy. Chỉ được có hai dề thôi. Đấy. Rồi,
Em này thì nguyên về nha mọi người, đấy, thằng của nó cũng đây này, cũng khá là xanh nha mọi người, đấy, thằng khá xanh này. Còn cái thằng hoa mùa này thì đây đang nứt lên những cái mầm hoa nha mọi người, đấy, cái nó nứt lên những mầm nhỏ đó đấy. Thì mà mọi người mua cái dừa này thì về sẽ sổ ra ngay luôn, đó, và lên được một cái mầm mới nữa, đấy, ngay chỗ này luôn nha mọi người, đấy, ra hoa và lên mầm mới, thì cái mùa này như thế, đấy. Thì chiều dài của nó rơi vào tầm khoảng 40 phân nha mọi người. Đấy, 40 phân cho cái về giá hàng này. Đấy, hoa sổ số thôi, em chẳng biết nó là hoa gì nha mọi người. Đấy, mọi người về mua về sổ ra. Đấy. Hoa ở vùng rừng tâm đặc biệt rất là thơm nha mọi người. Đấy. Nó chỉ cần nở một bông thôi là mọi người nghe thơm cả làng luôn á. Đấy. Rồi về số 2 giá 500 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đánh giá hạt ở vùng rừng Moray. Đấy, Moray. Moray đợt này về thân cũng khá là xanh nha mọi người. Đấy. Đây cây nguyên về nha mọi người, đấy nguyên về đó, thì có một cái thân hoa đây, thân hoa lên đây và nó bị ấy, nó bị cong ở chỗ này chút nha mọi người, đấy đó, thân nếu mọi người nhìn thấy nó rất là xanh đó, những cái hở cổ nhìn rất là xanh và các cái vỏ bọc này đây, nó tạo thành những cái chỉ trắng đấy, tạo thành một những cái dề này đấy. Dề này thì mọi người thấy hở cổ lá này, đây cái thằng mà hoa năm trước đây, nó hở cổ lá này. Đa số các cái dòng này thường nó cho hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Thì chiều dài của cây thì ra vào tầm khoảng 20 này, 40 này, 60 chắc 65 phân. Đấy. Đó, nguyên về nha mọi người. Đấy. Rồi, về thứ 3 giá là 400 nha mọi người, 400 cho cái gì Moray này. Đấy. Này hy vọng là về sổ ra được một hoa đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo về số 4. Số 4 giá 350 nha mọi người, 350 cho cái về số 4 Moray này. Đó, nguyên về nha mọi người. Đấy, nguyên về này. Đó. Thì nó đang lên một cái mầm con nha mọi người. Đấy. Và cái thân mẹ của nó đây. Đó, thân mẹ của nó nhìn cũng rất là khá chắc chắn nha mọi người. Đấy. Thì chiều dài của cái thân hoa mùa này chuẩn bị ra hoa thì đã tầm khoảng hơn 60 phân nha mọi người. Và có các thân già đây. Đó. Đó, em này cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mùa này mùa thứ 9 rồi mà, đấy, 9 năm tuổi rồi đấy, cũng khá già rồi, đấy, về số 4 giá 350 nha mọi người, đấy, rồi tiếp theo, về số 5 giá 300, đấy, đây một em nguyên về nha mọi người, đấy, nguyên về này, đó, có một cái lớp ấy luôn nha mọi người, lớp rêu, bám trên rêu rừng nha mọi người, đấy, đó. Rồi cái thân hoa màu này của nó đây, đấy, đen đen xanh xanh, có hở cổ lá nha mọi người, đấy, đó là thân ngọn rồi, chiều dài của cây thì là khoảng 40 này, và tầm hơn 60 phân nha mọi người, đấy, các thân già của nó đây, khá là xanh luôn này, đó, Lomoray này đặc biệt nha mọi người, đấy, mọi người thấy cái vỏ chỉ nó chạy xuống tới chân luôn nha mọi người, đấy, tới chân gốc luôn này, đấy. Rồi, về số 5, giá 300 nha mọi người, 300 cho cái về số 5 này. Rồi tiếp theo, về số 6 cũng 300 luôn, đấy, nguyên về nha mọi người, đấy. Thì em này cũng là một em thân xanh nha mọi người, đấy, đang lên kỳ. Rồi, thì gồm các thân tơ, thân già này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân già và một cái thân tơ mùa này nha mọi người. Đấy. Thân tơ mùa này đây. Đó, đã thân ngọn và chuẩn bị ra hoa nha mọi người. Đấy. Thì các thân già mùa gần nhất đó đây. Đó, xanh lè xanh lét luôn nha mọi người. Đó, xanh này, xanh nè. Đó, tuy đấy nha mọi người. Đây, mọi người thấy cúng hoa nó nhìn rất là to nha mọi người. Đấy. Cái dòng này nó rất là ngược, thân nhỏ nhưng mà hoa rất là to. Đấy. Còn lên một cái cây con này. Đó, những cái thân già nó còn lên nha mọi người. Về có thể những cái thân già mà ấy này kia mình có thể ươm cây lên bình thường đấy. Rồi đang lấy một cái mầm con này nha mọi người. Số 6 giá 300 luôn. Chiều dài của cây thì ra bằng khoảng 60 phân nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo về số 7. Về số 7 giá 300 luôn. Có nguyên về này. Đó gồm có các thân già này, 1 2 3 4 5 6 7 thân già nha mọi người. Đấy. Mùa đầu có hoa này, nó đã ấy rồi, nó đã bung rồi nha mọi người, nó bung
tạo cái thế hệ cái con rồi đây, phần tơ của nó đây đấy. Rồi, chiều dài của nó thì ra tầm khoảng hơn 40 phân nha mọi người. Đấy, cây nguyên về này. Đó. Rồi, đây là có một cái trái trái mà bị bung rồi nha mọi người. Đấy. Rồi số 7 giá 300 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo số 8 giá cũng 300 luôn. Đấy. Đây cây nguyên về này. Đó, em này thì cũng thuộc dạng thân mảnh xanh và có hở cổ lá nhưng mà đây mọi người nhìn đều cái thân đều nó có hở cổ lá hết nhưng mà thân tơ của nó đây thân mùa hoa mùa này này đó, cũng thuộc dạng hở cổ lá này, hở cổ lá này màu vàng đấy, nó xanh màu nó vàng nghe màu vàng hơn một khoảng hơn 40 phân nha mọi người, hơn 40 phân cho cái dề thân hoa này đấy. Rồi thì mỗi cây là mẫu mật hoa nhưng mà đấy, thì nó biến thiên rất là nhiều nên hay xui à, nó sổ ra cái gì về hai cái đó nhưng mà số 8 300. Tiếp theo số 9 giá cũng 300 luôn nha mọi người. Đấy. Thì em này cũng một dề moray thân khá là mảnh và có hở cổ lá nhưng mà đấy cái thân thân hoa hiện giờ và các thân thân già của nó cũng biểu hiện rồi. Đấy. Thì thân tơ mùa này của nó thì ra tầm khoảng 50 phân nhưng mà đấy, các cái khoang hở cổ đây, đấy, khoang hở cổ lá đây, đấy, từ gốc luôn, đấy, từ gốc lên ngọn luôn, đấy, rất là đặc biệt. Đấy. Rồi số 9 300 những cây như thế này thường nó sổ ra rất là đẹp mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo số 10 giá 300 luôn, đây cũng cây nguyên về này, đấy, thì cái thân hoa của nó mùa này là, đây dài và 60 phân, thì em này cũng xếp vào cái loại hở cổ lá này, đó. Hậu lá này đó trong cái lô moray đợt này quá là đẹp luôn nha mọi người đấy. Rồi chung cũng cố gắng cân đối giá đó cho mọi người đấy, số 10 giá 300 luôn nha mọi người đấy, cái thân hoa của nó đây đó. Rồi mọi người muốn thời điểm này mọi người về ghép cái này kia thì có hoa ngắm và có cái con mọc ra và tạo thành cái mầm mới thôi nha mọi người đấy. Rồi đó là về số 10. Rồi. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cái hình số 11, hình số 11 giá 300 nha mọi người. Đấy. Thì em này cũng là moray đang đấy này. Đấy. Thân này cũng khá là xanh nha mọi người. Đấy. Đây mọi người thấy thân xanh này, các cái chỉ nó bọc xuống tới tới ấy luôn nha mọi người. Đấy, tới gốc luôn nha mọi người. Đó. Đây, cái thân tơ mùa này của nó đây. Đây khá là xanh này, cái này nó bị bóc khỏi vỏ này, đó nó xanh này. Con này nó bao một cái vỏ chỉ trắng chạy dọc thân này. Rồi, chiều dài của cái thân này thì 40 phân nha mọi người. Đấy 40 phân. Đó. Em này thì khá tương đối là nhìn nó tiềm năng nha mọi người. Tiềm năng. Đó, thấy thân gốc đồ này kia thì nó cũng khá là xanh này. Rồi 11 giá 300 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo cây giá 250 nha mọi người. 250 cho cái gì này. Đấy nguyên về này. Cái mầm hoa của nó đây, đây 1 này, 2 này, 4 cái tầm 50 phân nha mọi người. Cây này cũng thuộc dạng cây thân xanh này. Đấy, mọi người thấy cái thân già cũng khá là xanh luôn nha mọi người. Thân xanh dài đấy. Rồi, cái này thân tơ cũng thế nha mọi người. Thân tơ nó có chỉ nó bọc lại thôi. Vỏ nó bọc lại này kia. Đấy. Ngọn nó hơi ấy rồi, này, hơi quắp rồi nên bán giá 250 cho mọi người sưu tầm ta. Rồi, 12 giá 250. Tiếp theo 13 giá cũng 250 luôn. Đấy. Em này cũng nguyên về luôn. Thì em này là một cái loại hàng xanh nha mọi người, đấy. Và hở cổ lá nữa nè, đấy. Mọi thấy không? Đó, các khoang hở cổ lá cũng khá là rõ luôn nè. Đấy còn cái thằng già xanh nhăn luôn nè. Đấy, xanh từ gốc tới ngọn luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy nhỏ như mình ra hoa nè, đó. Cũng bình thường nhưng mà đấy, cái này nó rất là trái lại tại vì thân nhỏ không có nghĩa là không ra hoa nhưng mà đấy. Rồi 13 giá 250 giá hạt ở vùng này là như thế đấy. Rồi tiếp theo 14 giá 250 nhưng mà đấy, 250 cái gì vậy này đó. Rồi thân hoa mùa này của nó thì ra tầm khoảng 40 phân nhưng mà 40 phân và có các thân tơ đây đó. Rồi em này thì cũng khá là khỏe khoắn, không có vấn đề gì hết nhưng mà đó, chuẩn bị ra hoa thân này và lên cái mầm mới thôi. Rồi 250 cho cái dây này nhưng mà đấy.
Rồi tiếp theo 15 hai trăm rưỡi luôn. Đây nguyên về này, đấy, thân từ nó đây một này, hai cỡ tầm hơn 40 văn nha mọi người. Đấy, các thân dài này, đó, thân dài của nó khá là dài luôn nha mọi người. Đấy, em này thì nó hơi cục một chút nha mọi người. Thân khá là xanh nha mọi người. Đấy, thân dưới gốc nó xanh này. Đấy, thân thân tơ nó cũng có chạy các cái chỉ trắng dọc thân này. Đấy. Rồi hoa số nha mọi người. Đấy, em cũng biết hoa ba gì nữa. Rồi 16 về có câu 25 hai trăm rưỡi luôn. Đấy, nguyên về này đó. Rồi thân hoa mùa này của nó là đây đó, em này thì cũng thuộc dạng một về thân xanh nha mọi người. Chiều dài của cây là đâu khoảng gần 40 phân nha mọi người. Đấy, gần 40 phân. Đấy. Rồi đó là về 16 nha mọi người. Đấy, này hoa anh xưa thôi, mọi người chỉ biết là nó sổ ra mặt hoa gì, từ lần về thì bán luôn. Đấy. Rồi cuối cùng ngày hôm nay thì một cái về làm mini game sổ số nha mọi người. Đấy. Thì mọi người dự đoán kết quả sổ số đài Gia Lai giải 8 ngày 12 tháng 3 năm 2021 thứ 6 là ngày mai đó mọi người. Thì mọi người tối nay xem clip thì mọi người bình luận dưới cái phần này này. Đấy. Chỉ cần mọi người nhắn số bình luận là hai số thôi nha mọi người. Hai số giải 8 thì nó có hai số thôi. Thì mọi người nhắn hai số, ví dụ như ví dụ là 15 nè, rồi cách một cái số ghi số điện thoại. Thì mọi người bằng cái hiệu gì cũng được, thì miễn là có cái số đầu này kia thì số điện thoại của mình, để kèm số điện thoại để khi trúng thưởng thì em dễ dàng liên hệ với cái người trúng thưởng nhiều lúc đó. Như thế nha mọi người. Đấy, thì mọi người chơi cái này game hoàn toàn miễn phí, chỉ cần bấm vào thì nhiều lúc may mắn có quà. Thì vừa rồi cũng có rất là nhiều anh chị đoán dự đoán và cũng đã nhận được thưởng rồi nha mọi người. Đấy, thì nói chung là chơi cho vui. Đấy, cho nó sôi động ở nơi kia thôi. Còn nhiều lúc mọi người xem không mua thì vẫn có thể dự đoán chơi thì chẳng có vấn đề hết nha mọi người. Đấy, thì cái dây này là một cái dây giả hạt ở vùng rừng Moray. Đấy, cây thì đang lên mầm nha mọi người. Đấy, nó bị gãy chỗ này chút rồi, thôi đem làm game luôn. Đấy, nhưng mà không vấn đề gì mọi người, vẫn sổ hoa vẫn bình thường hết, chẳng có vấn đề gì hết đó. Tại vì cây này giờ trời nó ra mầm mới rồi, cái này thì mầm hoa thôi. Đấy, này mọi người ấy, nhiều dàn này cả khúc luôn. Đấy, cái này cũng ra hơn 40 phân luôn nha mọi người. Đấy, này mọi người có thể về ân sổ hoa thì sổ, còn không là mọi người cắt ông cây cũng được, rất là nhiều, được nhiều dầu chứ không đùa đâu. Đấy, rồi nói chung cái về này thì nó cũng ok nha mọi người. Đấy, đấy, phần quà của ngày mai đó, nên mọi người dự đoán đó. Thì mấy cái game gần đây thì mọi cái đơn giản đấy đó, dự đoán giải 8 thì dễ trúng, thì nó rơi từ 00 đến 99 nhé, nên mọi người dự đoán cho nó. Đấy. Rồi thì em chỉ lưu ý như thế thôi. Còn cái chốt thời gian ấy là trước 17 5 giờ kém 15 nhưng mà hàng ngày, nhưng mà để cho nó dễ đi. Và ví dụ như đoán số nó sổ ra số 15 thì em sẽ ưu tiên những cái quả nó nằm ở dưới, ví dụ 14 luôn nè. Đấy, số thấp hơn thì nó ấy hơn. Còn cái nào trên nó kia, ví dụ đây 13 nhưng mà trên kia gì đó 16 thì tất nhiên 16 trúng. Đấy, như thế thôi đó, đơn giản. Rồi thì đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 070-611-5694 nha mọi người. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người làm nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đây cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi, một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào chuông thông báo để nhận cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Đấy. Rồi. Chỗ này em xin lưu ý luôn đó là mọi người bình luận sớm thì kết quả mà bình tính theo thời gian người, ai mà bình luận sớm hơn thì người đó tỷ lệ trúng sẽ cao hơn nha mọi người. Đó, nên nha mọi người. Rồi em xin phép dừng clip tại đây nha mọi người. Chào tất cả mọi người nha. Rồi.